Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chắc lẽ là quý vị thắc mắc rằng là tại sao Quốc Thuận lại không ngồi ở trong phim trường cùng với người chị yêu dấu của mình là chị Hồng Vân. À, bật mí với quý vị, hôm nay Quốc Thuận lên Đà Lạt để mà tìm gặp một cái cặp vợ chồng để tìm hiểu về câu chuyện tình yêu của họ như thế nào, câu chuyện hôn nhân của họ ra sao, cùng với Quốc Thuận đến gặp gỡ và trò chuyện với cặp vợ chồng Son đang ở Đà Lạt nha. Còn bây giờ đi tới đây nghe. Wow, chắc có lẽ là quý vị cũng đã nhận ra đây là đâu phải không nào? Đây chính là đường hầm Điêu Khắc. Đây chính là một địa điểm tham quan rất nổi tiếng tại thành phố Đà Lạt. Và bật mí luôn, hai vợ chồng này đang làm một công việc ở tại đường hầm Điêu Khắc. Mời quý vị cùng theo chân Quốc Thuận đến gặp gỡ cặp vợ chồng này nha. Tụi em có kể với nhau nghe về mình hay mơ những cái giấc mơ. Thì trong quá trình kể qua kể lại, bỗng nhiên em cảm thấy nó có một cái sự trùng hợp. Lúc mà lên mạng comment mà nói chuyện qua lại chưa gặp nhau thì em có vô Facebook của cái người bạn này em xem. Nhìn già lắm anh ơi. Nhìn già lắm anh ơi. Hồi đó nhìn già hơn bây giờ rất là nhiều luôn. Đường thì rất là đông nhưng mà mình nhìn là mình chạy là kiểu cả giống như không có sự cản trở hết. Mình làm nó nhanh. Thì ảnh thì sẽ không quen với cái nhanh như vậy. Anh không kêu đâu là em ơi chạy chậm hay gì hết. Anh chỉ nói là mình chạy như bay vậy ha. Anh nói vậy đó. Chà, chạy như bay vậy đó. Vậy thì mình tự tổ chức đám cưới là mình mời cha mẹ hai bên tới vợ. Xí. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người nha một tiết mục rất đặc biệt do chính hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ biểu diễn. Và âm thanh này được phát ra từ đôi nhạc công đang biểu diễn. À, độc đáo chưa? Chỉ có hai người mà thôi nha, chỉ có hai vợ chồng mà thôi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chắc có lẽ là Quốc Thuận xin mời quý vị chúng ta cùng trò chuyện và gặp gỡ với cặp vợ chồng Son này, và đồng thời cũng là hai nghệ sĩ vừa biểu diễn một tiết mục rất là ấn tượng và rất là quen thuộc với những thanh âm mà những người dân ở tại Đà Lạt và đặc biệt là những du khách khi tới Đà Lạt đều rất quen thuộc với những thanh âm như thế này. Chào hai vợ chồng. Và bây giờ thì chắc có lẽ là xin mời hai nghệ sĩ đồng thời cũng là hai vợ chồng Son trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta nghỉ giải lao chút xíu để có thể trò chuyện cùng với Quốc Thuận được không nào? Rồi, bây giờ thì xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nè. Dạ, chào anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em lấy chồng và lên Đà Lạt sinh sống luôn ạ. Mình tên là Huỳnh Tấn Vũ, sinh năm 1987 tại thành phố Đà Lạt ở phường 2. Cháu thường hỏi là cái cơ duyên nào mà cô gái thành phố Hồ Chí Minh lại gặp một chàng nhạc sĩ ở tại thành phố Đà Lạt này, và lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau không nè? Bắt đầu do em trước. Thì hồi đó em bán cà phê ở đường Nguyễn Công Trứ á, thì ngồi ở nhà rảnh thì hay xem mấy cái clip như là phim hoạt hình á, thì vô tình thấy ở dưới comment là phim hay quá mọi người vô coi đi. Em nhảy vô comment hỏi bạn ơi bạn có hay coi phim hoạt hình không, có gì gửi cho mình xem với. Thì bạn nói ý là có nhưng mà cụ thể câu gì em cũng không nhớ. Thì bắt đầu là em mới nhảy vô em nói bạn cho mình xin kết bạn Facebook nhé. Và đó là cái ấn tượng đầu tiên mà em quý, có nghĩa là em vừa hỏi thôi mà kết bạn cái nhận liền, quen được bạn, em mời bạn lên Đà Lạt. Đó, vậy đó là do công nghệ. Lâu không mới hẹn được gái thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt. Đầu tiên á em nhắn kêu kết bạn liền á thì là hình như là trong 1-2 ngày thôi. Cũng bắt đầu mà để lên Đà Lạt á phải nói chuyện tới 3-4 tháng á. Mà cái lúc khá đó nhiều là cái tình trạng như thế nào? Độc thân. Em vừa học ở ngoài Hà Nội về. Đang độc thân vui tính đúng không? Đang độc thân thất nghiệp. Rồi Hiếu thì sao nè, cô nàng kế toán. Em thì lúc đó là quan điểm của em là gần như là không quan tâm tới chuyện lập gia đình. Là em chỉ quan tâm tới công việc thôi. Rồi trò chuyện bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau ở tại Đà Lạt? Cũng mấy tháng ạ. Tại sao em lại nghe theo lời mời của ảnh mà em lại lên Đà Lạt và em lại tiếp cận với ảnh? Đó. Có một chuyện không biết là chắc có là ông xã đã quên rồi.
anh cũng thấy là cơ duyên gặp nhau không dính gì tới nhạc hết. Và em cũng là giữa hai người thì giống như ở hai nơi xa lạ, và có một sự kết nối là do coi chung cái bộ phim. Ở ngoài ra tụi em nói chuyện gần như là rất là cởi mở với nhau. Vợ chồng có nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện cây, chuyện gió, chuyện chim chóc, chuyện thời tiết, chuyện đời. Thì trong lúc đó thì tụi em có kể với nhau nghe về mình hay mơ những cái giấc mơ. Thì trong quá trình kể qua kể lại, bỗng nhiên em cảm thấy nó có một cái sự trùng hợp. Trong những giấc mơ của hai người có cái sự trùng hợp, lúc đó em mới bắt đầu mới chú ý tới cái người bạn này. Nên là ảnh mới mời á, ảnh mời em lên Đà Lạt. Thì lúc đó em mới lên. Em lên vì cái nguyên nhân là em thắc mắc là tại sao mình có một cái sự trùng hợp với cái người này. Chứ em hoàn toàn không có hề là có ý định lên Đà Lạt. Không hề, em không hề đi, từ nhỏ tới lớn em chưa hề đi Đà Lạt luôn. Rồi, có nghĩa là trùng hợp với nhau vì có những cái giấc mơ từ bé cho tới lớn, nó gần như là nó trùng khớp với nhau. Em thấy có một số giấc mơ nó trùng khớp với nhau. Và có thể là các bạn đã tìm được một cái sự là đồng điệu. Mà người ta đồng điệu trong cuộc sống, còn cái này là đồng điệu trong giấc ngủ. Đó, nó hợp lắm nha. Hợp mà nó hiếm lắm nha. Cái này mới quan trọng nè. Lần đầu tiên gặp nhau, nhìn thấy nhau ở ngoài đời, Hiếu có ấn tượng gì về anh Vũ này? Lúc mà mới nhìn thấy ảnh thì anh khoác một cái áo len mà có hình ngôi sao. Áo len đó, ngôi sao. Rồi xong rồi ảnh bước ra, ảnh đón em đứng chờ ảnh thôi, vậy thôi. Ấn tượng gọi là chưa có gọi gì là gọi là mạnh mẽ, nói bình thường. Lúc đó cũng vẫn có bình thường thôi. Thế thì Vũ có ấn tượng gì về Hiếu? Lúc đó là Vũ đã có một cái cảm tình gì đó nó đặc biệt với Hiếu chưa? Có chứ anh, trước đó là em nhắn tin rồi. Đại khái là khi mà bạn gửi mấy cái bộ phim qua á là em đã thấy quý. Có nghĩa là mình ngồi không, mình bán cà phê như vậy mà lại có người ở nhà rồi vừa đi làm rồi gửi phim cho mình coi, là mình thấy coi như là mình mắc nợ rồi. Đó là vậy là em thấy là đã trân trọng rồi. Thời gian mà ở Đà Lạt của Hiếu là bao lâu? Hôm đó em lên có 1-2 hôm thôi. 1-2 hôm. Rồi, chút nữa sẽ tới một cái phần mà Quốc Thượng cũng như là khán giả rất muốn biết, đó là cái chuyện tình của các bạn diễn tiến ra sao. Tình yêu nó đơm hoa kết trái, nó đẹp như thế nào, nó thơ mộng như thế nào, như tại mà thành phố mà chúng ta đang sống, đó là thành phố Đà Lạt. Mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của hai nghệ sĩ đường phố. Đó chính là Vũ và Hiếu. Một cái giai điệu âm nhạc nó thật là ấn tượng ở tại nơi đây nha. Trong một cái không gian như thế này, vừa mát rượi như thế này, và bên cạnh đó là một cái ly cà phê và đối tình nhân này nữa. Không biết trong một cái không gian như thế này thì chúng ta nên trò chuyện về cái vấn đề gì ạ? Em hát luôn. Được, hát luôn đi. Rừng núi ơi, bao la bát ngát mây bay bay quanh. Rừng núi tiếng suối reo bên tai, đường sương trắng phủ xa, nắng chiếu long lanh mặt nước hồ xanh. Giận hờn làm gì để nghe tiếng chim kêu, đến đây để mong ngày trở lại. Anh thích nhất cái câu mà giận hờn làm gì để nghe tiếng chim kêu. Tại vì khi mà chúng ta giận hờn, chúng ta để một cái gì ở trong tâm hồn, lúc đó là mình sẽ không có đủ nhận thức rằng là tiếng chim kêu nó hay như thế nào, và nó lãng mạn ra sao. Tại giận hờn mà đâu có thể cảm nhận được. Lúc đó là chỉ có giận thôi. Cho nên thôi đừng giận hờn, để chúng ta được thưởng thức những cái gì nó hay, những cái gì nó tuyệt sắc trong cái không gian mà chúng ta đang ngồi. Giống như ở đây vậy đó. Thôi bây giờ với không gian này, anh đề nghị là chúng ta sẽ trò chuyện đến cái phần đó, chính là phần tình yêu đi. Sau khi mà Hiếu lên Đà Lạt về thì cái chuyện tình của các bạn nó tiếp diễn ra sao?
Sau khi gặp nhau thì do cảm nhận là ảnh là một người rất là ga lăng, chàng trai Đà Lạt rất là nhẹ nhàng, là cái ấn tượng rất là tốt rồi. Và sau đó là khi mà em về thì ảnh có hẹn là ảnh sẽ xuống Sài Gòn thăm, thì chưa biết là hẹn khi nào. Và sau đó là ảnh có xuống Sài Gòn, em có ra đón ảnh ở bến xe là chở ảnh. Bữa đó là mình ăn cái món gì, ăn món gọi nè chỗ luôn. Dạ vâng ạ. Khi mà nhìn thấy Vũ ở tại cái bến xe khách như vậy thì cái cảm xúc của Hiếu ra là thấy vui thôi ạ. Tức là em thấy vui là ảnh đi xuống Sài Gòn thăm mình, gọi là kiểu mà mừng xúc động kiểu như phim rồi này kia là chắc không có đâu ạ. Có, em có nhớ một cái là ảnh nói là chạy xe như bay ha. Vậy ha. Tức là em ở Sài Gòn em chạy xe Honda, em chạy nhanh lắm, em chở ảnh em chạy xẹt vậy nè. Còn ảnh thì ở Đà Lạt người ảnh chạy xe chậm từ từ, đúng là ảnh cũng chậm rãi, còn em thì làm ào vậy đó. Em dự đoán cho nó khoảng bao nhiêu cây số bây giờ? Tốc độ thì nó nằm tầm 30-40 thôi. Mình quen với cái nhịp sống rồi, cái xe cộ đó mình quen thường, dường như là cái xe nó gắn liền với mình rồi. Như vậy cho nên là đường thì rất là đông, nhưng mà mình nhìn là mình chạy là cả giống như không có sự cản trở hết, mình làm nó nhanh. Thì ảnh thì sẽ không quen với cái nhanh như vậy. Anh không kêu là em ơi chạy chậm hay gì hết, anh chỉ nói là mình chạy như bay vậy ha. Anh nói vậy đó. Dạ chạy như bay vậy ha. Em nhớ rồi, em thấy tại vì cái con đường quá trời người đi á, mà mình chạy nhanh thì mình cũng lo. Thì mình không lo xe mình, lo xe người ta nữa, thì ý là vậy đó. Rồi đến khi nào mới chính thức tỏ tình anh, với nhau? Anh Quốc Thuận biết không, tức là anh tính của anh Vũ không có giống như mình nghĩ cái kiểu mà nó phải có trình tự vậy đâu. Tính của ảnh là nó mọi thứ đó nó tới rất là bình thường, nhẹ nhàng. Cái tình cảm tự nhiên nó tới như vậy, chứ không có gọi là tỏ tình hay là thậm chí cầu hôn rồi gì hết. Vậy thì cái cột mốc nào là chính thức hai bạn là người yêu của nhau? Tụi em nói chuyện với nhau thì cũng có đề cập tới vấn đề là lập gia đình. Em về cái việc mà Hiếu lớn tuổi mình vậy đó, thì mẹ có phản ứng không? Ngày đầu tiên là mẹ em nói rồi, mẹ em hỏi con tên gì, con sinh năm bao nhiêu. Mẹ rất hiền. Còn về bên Hiếu? Em ở nhà thì nhà em sốt ruột. Nhà dòng họ ai, bạn bè ai cũng kiểu lớn tuổi rồi, tại lúc đó em 38 tuổi rồi. Thế khi em về em nói là em chỉ nói với ba em là ba, con chuẩn bị lấy chồng đó nha. Ba em thì kiểu biết em là sống kiểu tự lập rồi, chứ không có gọi là không có dựa dẫm gì hết, là tự quyết định. Nghĩa là mẹ em với ba em là con quyết định sao là con phải tự chịu trách nhiệm với cái cuộc đời của mình. Lúc đó em cũng không hiểu, có thể là ba thấy là con mình sắp lấy chồng rồi thì tự nhiên cảm thấy vui vậy thôi, chứ ba không có lo lắng. Hai đứa cưới nhau đó thì nó có gặp những cái trục trặc, những cái sóng gió gì không? Em nghĩ là nó rất là êm đềm á. Tức là nó trơn tru, nó bằng phẳng, nó không có sóng gió gì hết. Dạ đúng rồi. Đúng không? Và sau đó là bắt đầu là đám cưới. Dạ. Và về ở chung. Dạ. Đúng không? Thôi bây giờ nè,
về sống với nhau chung một mái nhà ra sao. Thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với phần về chung một nhà, và họ có những câu chuyện về vỡ mộng hôn nhân như thế nào và tật xấu của đối phương ra sao. Mời quý vị cùng theo chân Quốc Thuận và vợ chồng Hiếu và Vũ về nhà. Đó, yeah. Có tiếng chuông tên tên không? Kính thưa quý vị, bây giờ thì Quốc Thuận đang ngồi ở tại tổ ấm của Vũ và Hiếu. Đây sẽ là cái giây phút mà chúng ta sẽ ngồi tâm sự với nhau, cũng như là chia sẻ với nhau về những câu chuyện mà sau khi các bạn đã thành vợ thành chồng về sống chung với nhau, sau đám cưới thì là hai vợ chồng là lên đây ở luôn. Dạ không, là ở Sài Gòn. Tại vì lúc đó công việc của em là công việc đang ổn định, bản thân em suy nghĩ là thấy không nên để chồng mình ở trong nhà mình, nên là em mới nghĩ là ra ngoài thuê cái chỗ gần chỗ làm ở thuận tiện hai vợ chồng hơn. Ở nhà thì mình lâu lâu mình về mình chơi thôi. Anh hỏi Vũ nè, chắc là giai đoạn đầu cho em cũng rất là khó khăn để mà hòa nhập được với cái nhịp sống ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Tại vì em có cái hướng rồi, vừa cưới nhau á là cái điểm chung nó là một cái nhạc cụ mới. Như em nói là cái nhạc cụ của Thụy Sĩ đó, cái tên là Hang Room. Thời gian em ở nhà Hiếu á, em mang xuống Sài Gòn. Dạ đúng rồi, Hiếu đi làm, em chỉ có ngồi trong phòng, em chốt trong phòng và em tìm cách làm sao cho nó ra cái âm thanh. Đây gọi là Hang Room. Ban đầu đánh nè, nó không ra âm thanh. Em chơi cái này thì ra ngoài nhà thờ Đức Bà thì gặp một cái chị đó, chị bên hội thiền á, chị nghe cái âm thanh này xong chị nói với em là cái này em nên chơi trong nhà thờ chứ không phải chơi ở ngoài đường phố. Xong em nghe em cũng hạnh phúc mà rung cảm. Chị cho em cái con tắc, cái em đánh hòa nhạc thiền thì một thời gian sau thì em quen. Em ở dưới Sài Gòn là bao nhiêu lâu? 2 năm. 2 năm. Trong suốt 2 năm đó em em phụ vợ như thế nào? Em thì đi làm cái toán trong ngân hàng, còn ảnh là nghiên cứu và ảnh mang cái chống này ảnh đi thăm, ảnh cố gắng là ảnh đi làm tham gia mấy cái hội thiền ta mời á. Dạ là cũng có, sẽ có cái thu nhập. Em cũng có nói là anh cứ an tâm nghiên cứu. Nhắc tới nhạc cụ anh phải nhớ nha. Lúc đầu tiên anh tìm gặp hai vợ chồng ở đường Hầm Đất Sét á, anh thấy là Hiếu cũng biết chơi nhạc cụ luôn. Vậy thì ông thầy này lúc mà ông dạy ông có khó khăn không? Cái thời gian đó giống như dạy, chỉ như dạy chơi chơi thôi, nghĩa là chưa có xác định là em đi theo nghề đó, tại em có nghề riêng rồi. Khi nào hai vợ chồng mới gọi là song tấu với nhau? Khi chuyển lên Đà Lạt. Tại sao hai vợ chồng về ở dưới Sài Gòn sống, vợ cũng có công việc ổn định rồi, chồng cũng có một công việc ổn định với cái nhạc cụ, vậy thì tại sao hai vợ chồng lại quay trở lại Đà Lạt sinh sống? Hai vợ chồng đang gọi là ảnh hưởng đến cuộc sống của mình á, thì tự nhiên là em nhận được tin của em gái của ảnh nè, nói là chị ơi mẹ chắc không xong rồi, mẹ chắc không sống được. Nó vừa nói vừa khóc. Em cũng quản hồn hỏi chuyện gì, nó mới kể ra là tại vì mẹ đi mổ mũ cổ và mẹ bị hôn mê mấy ngày nay không tỉnh dậy luôn. Em nghe xong nhưng mà em không có dám nói với ảnh. Cái xong em nói anh ơi ngày mai mình đi Đà Lạt chơi đi, đi liền đi. Thế là hai vợ chồng dắt xe Honda cái trống chạy lên Đà Lạt. Lúc đó Vũ có linh tính không? Dạ, em lo về thôi. Về nhà thì biết mẹ. Biết, đúng rồi. Như vậy thì lúc đó sao Vũ? Dạ em buồn, em khóc. Lúc mà đi lên thì lên tới nơi thì là mẹ dạng cũng được về nhà, nhưng mà cái cổ bị ấy, nói chung là nhìn nó không còn được nguyên vẹn nữa. Thế là lẫn khóc. Thấy cái đường may á. Xong em mới nói bạn với chồng thôi anh ở nhà chăm sóc mẹ, tại em còn công việc đó em không ở lên đây được. Anh thay em không chăm sóc mẹ được thì anh cứ thay em ở trên đây. Phụ cái gì em phụ. Em phụ bằng cách khác. Thì em về nhà lo công việc, sắp xếp công việc này kia. Cái thời gian hai vợ chồng mỗi người một nơi như vậy á là trong khoảng bao lâu? Em nhớ mấy tháng. Mấy tháng. Nhưng mà tại sao em lại quyết định coi như là lên đây ở với chồng luôn? Dạ một thời gian mà cứ đi đi về về. Thì mỗi lần mà cứ cuối tuần em lên thì ảnh dẫn em vô trong đó chơi. Thì có một lần ảnh nói là lên đây đi. Em nói em cứ nghĩ là mình lớn tuổi rồi, mặc dù là mình làm việc có thâm niên trong ngân hàng, nhưng cái ngân hàng của em nó không có trên đây. Rồi câu em sẽ rất là khó xin việc làm. Mình kia ảnh nói lên đây đi anh nuôi. Em cũng có về suy nghĩ và thì sau đó thì cũng cứ đi đi về về thì cũng mới biết, cứ em suy nghĩ là hơi cái gia đình nó quan trọng hơn, đó là mới quyết định đi lên trên đây. Thật ra thì mặc dù rất là nhiều những cái cơ hội và ổn định cho cuộc sống không chỉ cho em mà cho cả chồng luôn,
Nhưng mà thật ra mà nói là đã là vợ chồng nghĩa tàu khang. Dạ. Thì chồng đâu vợ đó. Dạ. Đó, ở đến đây bao lâu thì có em bé? Thì em lên là tháng 7 2017. Thì tới 2019 bắt đầu có bầu á. Là 2 năm sau mới có bầu. Dạ. Chắc chắn là ổng mừng rồi. Nhưng mà anh hỏi Hiếu nè, tại lúc đó là em cũng gần 40 rồi đúng không? Dạ, sinh bé là 40 đó. Đúng rồi. Và với một người phụ nữ ở cái độ tuổi đó mà mang thai có em bé, tâm trạng của em như thế nào? Em là em lo về vấn đề sinh con khó khăn. Tại vì mới là lớn tuổi rồi em lên mạng em coi những cái thông tin là mình sinh con là như thế nào, phải như thế nào đó. Tụi em tự lo hết về vấn đề đó. Vũ ơi, dạ. Khi mà biết là mình chuẩn bị có con á, rồi lúc đó cái cảm xúc em sao? Em hoang mang. Rồi sao? Vì mới thì vui. Nghĩa là vui đúng không? Nhưng mà bên cạnh vui đó có lo không? Có sợ không? Dạ có. Sợ là vợ không sinh được thôi chứ. Anh không muốn có con. Tại vì em nói là sợ em lớn tuổi rồi sinh rồi có chuyện gì này kia. Thì lớn tuổi rồi sức khỏe yếu. Từ lúc về ở với nhau rồi đó, có những cái chuyện gì mà đối phương của mình á, người bạn đời của mình á, nó quay phắt 180 độ luôn. Đó, nó không có như hồi lúc yêu nhau. Bây giờ hỏi Vũ trước đi. Em thì lúc đầu tiên tới giờ vẫn dạy là lái xe rất ẩu. Từ đây mà chở em vô tới chỗ làm á, là em ngồi sau là em bám em sợ. Kêu là chạy qua cua phải ngó, nghĩa là có lúc phải cãi nhau ở trên xe. Chạy sát cái con lươn đó em nói là chỗ đó là dễ đinh nhất. À. Thế em sợ vậy đó. Đó. Em rất lo. Đó, đặc xấu thứ nhất là chạy xe ẩu nè. Còn cái gì nữa không? Trong lúc làm việc á, à, em nói là tập trung để nghe, để hòa theo nhạc. Mình chưa kịp hòa cứ quay qua nói với em ABCD. Rồi đang nói tập trung đi. Cứ anh nói đi. Rồi thành ra là ý là em nói là nó nhiều vậy không có chịu tập đó trung làm à. Như vậy là lòi hai tật xấu lần. Một là nói nhiều, cái thứ hai nữa là không hợp tác, có lớn tiếng với chồng không? Cái âm lượng của vợ em á thì đã cao là người con gái rồi, thì nói thì chóc vót lên trên là cái chuyện nó nói to hơn em thì em nghe thôi, đó là nói lớn tiếng hơn rồi. Vậy những cái tật đó, những cái tính đó nếu như cần phải thay đổi để cho mọi thứ nó sẽ hoàn hảo hơn thì em mong muốn Hiếu thay đổi điều gì? Ngồi làm im tập trung làm thôi. À, cái điều mà Vũ mong muốn là gì? Là khi vào công việc rồi, cái thời gian mà để mà phục vụ biểu diễn là phải tập trung. Dạ. Còn có mong muốn gì nữa không? Đó là cái tôn trọng khách rồi, đó là thì em quá hạnh phúc. Rồi, ok, bây giờ tới em đó. Dạ. Không có những cái tật xấu gì. Cứng nhắc với em quá, em là vợ ảnh. Ừ. Nhưng mà ví dụ như trong cương vị công việc thì ảnh không coi em vợ. Mà đó là đang là đồng nghiệp, đang là học trò. Do nó chưa phải là chuyên môn của em nên gọi là em chậm. Mỗi lần mà trật nghiệp, mỗi lần sai thì sao? Thì ảnh cũng khó chịu nên nhiều khi em cũng bướng lên. Rồi. Có gây nhau một chút vậy thôi. Ổng có bừa bộn không? Có ở dơ không? Có hút thuốc không? Ổng thì ảnh thì không phải là người bừa bộn. Hút thuốc thì em cho phép hút thuốc rồi. Nói là đàn ông cũng phải có cái này cái kia thôi, hút thuốc. Có nghĩa là cho phép hút trong một cái giới hạn. Đúng không? Có nói là Google đừng có để ghiền quá. Dạ. Vậy thì em bây giờ em mong muốn Vũ thay đổi điều gì? Mong muốn là anh sẽ tận tâm dạy cho em nhiều hơn và cố gắng đừng có cứng nhắc quá. Và em cũng sẽ, tại bản thân em cũng đang cố gắng để học. Cũng nhớ là em cũng là vợ của anh vậy chứ không phải đồng nghiệp. Thật ra có cái này mình muốn chia sẻ với Vũ. Dạ. Khi một người phụ nữ người ta đã bỏ hết tất cả những sự nghiệp, bỏ cả gia đình để mà theo mình lên trên này. Dạ. Để bắt đầu với một cái cuộc sống mới và đặc biệt là với một cái nghề nghiệp mới thì chắc chắn là người phụ nữ đó đã phải hy sinh rất là nhiều. Mình đã phải hơn cái người bạn đời của mình một chút xíu rồi. Đúng không? Tại vì đây là nhà của mình, đây là công việc của mình, đây là cái nhịp sinh học của mình ở tại cái thành phố Đà Lạt mình. Cho nên anh nghĩ là có những cái nhẹ là chút xíu, phải đồng cảm và có một cái sự trân trọng cái người học trò, người vợ, người bạn đời của mình, người đồng nghiệp của mình. Cái mong muốn của Hiếu, anh nghĩ nó cũng đúng. Và anh mong rằng là cái sự kết nối từ âm nhạc này sẽ giúp cho vợ chồng Vũ Hiếu sẽ ngày càng phát triển, ngày càng thịnh vượng hơn. Trước khi mà mình kết thúc chương trình thì anh nghĩ là Hiếu có điều gì muốn nói với ba mẹ hay không? Hôm qua cái chương trình hôm nay thì con cũng gửi lời để cảm ơn ba mẹ luôn luôn tôn trọng những cái quyết định của con, và đồng thời là con biết ba mẹ luôn mong con sống vui vẻ hạnh phúc, nên là con sẽ không có phụ lòng của ba mẹ, và con cũng mong ba mẹ cũng khỏe mạnh, tin tưởng và
các con của mình. Ngày nào thì ba mẹ cũng gọi cho Hiếu thì cũng gặp thì con cũng vui rồi. Và nếu mà nói để cảm ơn thì cảm ơn hết tất cả mọi người luôn. Rồi. Dạ, mong mọi người nhiều sức khỏe và an lạc hàng ngày. Rồi, trước khi dứt lời thì Quốc Thuận cảm ơn hai vợ chồng ngày hôm nay đã chia sẻ những câu chuyện rất là hay, rất là nhân văn, rất là ý nghĩa. Và đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son cũng đã hết. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Vợ Chồng Son được phát sóng vào lúc 22 giờ trên HTV7. Còn bây giờ, trước khi chúng ta tạm biệt thì Quốc Thuận xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với một phần biểu diễn của cặp đôi vợ chồng Vũ Hiếu.